Hello, xin chào các bạn nhỏ. Hôm nay Super Kids Shop lại xin giới thiệu với các bạn nhỏ bộ đồ chơi hình ống nước và có những bánh xe để các chi tiết khác để chúng ta sẽ tạo hình từ các bộ đồ chơi này. Bộ đồ chơi này thì ống thiết kế bằng nhựa, an toàn, rất cứng cáp và to. Thì các bé chơi thì không sợ nguy hiểm. Tất nhiên là có sự giám sát của các bậc phụ huynh và các bậc phụ huynh sẽ cùng chơi với các bạn nhỏ. Nên không vấn đề gì cả. Bây giờ bộ đồ chơi này thì bao gồm 96 các chi tiết như này. Đấy, bao gồm cả bánh xe, 96 chi tiết. Và đây là tờ hướng dẫn của nhà máy. Đấy. Đây là tờ nhà máy. Và đây, nó sẽ có gợi ý một số các hình thù mà các bé có thể tạo ra. Đây, như những các hình này, cối xay gió này, cái hình này, hình xe tăng này, hình ngôi nhà này, hình bập bênh này, hình nộm này, chiếc súng này, những các con vật này, hình trái tim, các xích này, các loại xe và những các cái ghế, tha hồ cho các bạn nhỏ tự sáng tạo. Đấy. Đây, sau đây mình sẽ lắp ghép một số hình cơ bản ở trong các hình vẽ này nhá. Đây, như đầu tiên là các bé có thể tạo các số từ các ống nước này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây. Ví dụ như là số 1 nha. Số 1 sẽ được tạo bởi hai cái hình ống nước. Đây, một ống nước đây. Như hình này. Đây. Đây, cái số 1 đây. Rồi. Tiếp tục. Ta làm số 2 nha. Số 2 đây. Đây là số 2. Đấy. Và đến là số 3. Số 3 nhá. Và tiếp tục làm số 4. Đây, các bé nên soạn sẵn những cái ống nước để cho nó nhanh. Còn shop vừa hướng dẫn vừa tìm thì nó hơi lâu. Đây. Rồi, đã được số 4 nhá. Đấy, bắt đầu tiếp tục số 5. Đây, số 5 đây. Đấy. Thì tương tự các bé sẽ làm được số 6, 7, 8, 9 và số 0. Và bây giờ shop sẽ cùng các bé chuyển sang các hình tiếp theo. Đây, mình sẽ làm chú chó này đi. Đây, làm chú chó nhá. Đấy. Đây. Mình sẽ làm chú chó này. Đây, mình tháo bỏ cái này với dụng cụ nha. Rồi, bắt đầu làm chú chó thì trước tiên sẽ làm cái phần đầu. Phần đầu nó bao gồm cái này và cái vàng.
xong rồi phần hai chiếc tai, miệng của nó này, cổ này, bắt đầu đến phần thân của nó. Đấy. À, các bạn nhỉ, chọn ngẫu nhiên các hình. Đấy, còn được hai cái chân trước. Và tiếp tục cái chân sau. Ta sẽ phải đi tìm cái dấu cộng. Đấy. Xong bốn cái chân này, bắt đầu cái đuôi nữa. Một chiếc đuôi màu tím. Rồi, vậy là ta đã hoàn thành chú chó nha. Đấy, tương đối đáng yêu. Đấy. Đấy. Đấy, tương đối giống chú chó nha. Đây. Rồi. À, tiếp theo ta sẽ tạo hình trái tim thì ta lại phải tháo những cái đồ vật này ra để lấy những cái phụ kiện. Đấy, với đầy đủ gần 100 chi tiết này thì các bé tha hồ mà sáng tạo các con vật mình yêu thích nhá, chơi không biết chán luôn. Đấy. Rồi bây giờ ta sẽ làm trái tim nha. Rồi, đây là xong hình trái tim. Đấy. Rồi, ok. Hình trái tim. Đấy. Mà tiếp theo chúng ta sẽ làm thử một chiếc xe kéo nha. Đây, chúng ta sẽ làm chiếc xe này. Các bé cùng làm nha. Rồi chúng ta sẽ làm chiếc xe kéo. Để chọn chiếc bánh trước, nó có 3 cái bánh nhỏ. Đây, 3 cái bánh này. Đấy. Rồi ta sẽ tạo cái khung bánh trước. Đây, này này, vào để tạo bánh này, bánh quay được nha. Mẹ có thể kéo bánh đi này. Đấy. Đấy, chiếc bánh đầu tiên. Đây là cái bánh trước rồi này. Rồi tiếp tục sang ta sẽ làm phía dưới.
Đấy, ta hoàn thiện được một nửa rồi. Tiếp theo. Lắp bánh xe nhé. Đây, đã hoàn thiện xong một chiếc xe rất là to. Đấy. Rồi, đấy, có thể đi được. Đấy. Cái xe ba bánh. Ok chưa? Rồi, đây, chiếc xe ba bánh này. Đấy. Hai tay cầm này. Đấy, có thể lái. Rồi, vậy là Sopa đã cùng các bạn nhỏ xếp một số những cái hình mẫu như trong tờ hướng dẫn của nhà máy sản xuất, thì các bạn nhỏ tiếp tục sẽ sáng tạo thêm các hình thù khác. Và buổi giới thiệu cái bộ đồ chơi hình ống nước lắp kép mà hôm nay đến đây xin tạm dừng, và xin hẹn gặp lại các bạn nhỏ trong video tiếp theo. Và các bạn nhỏ nhớ đăng ký kênh của mình để ủng hộ shop và để đón nhận những cái video mới tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.